Cũng liên quan đến làn sóng biểu tình, hôm qua Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát được hỗ trợ bởi các phương tiện bọc thép hạng nhẹ để trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực trong đêm thứ tư liên tiếp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi. Bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh, tình trạng cướp bóc vẫn diễn ra vào tối ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương. Tại các thành phố Lyon, Marseille và Grenoble, với các nhóm bạo loạn trùm đầu cướp phá các cửa hàng. Người biểu tình cũng đốt ô tô và thùng rác. Trong khi đó, tại thành phố Marseille, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp sau khi nhiều thanh niên ném các vật thể vào xe cảnh sát. Bộ Nội vụ Pháp thông báo trong ngày 30 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ 270 người trên toàn quốc, trong đó có 80 người ở Marseille.